Sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse do SBTN North Carolina thực hiện. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Cuối tuần này là ngày Hiền Phụ, là ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến những người cha một cách đặc biệt. Chúng tôi trong giáo xứ Thánh Giuse xin kính chúc cho quý ông được nhiều sức khỏe và luôn an vui bên con cháu và gia đình. Phúc âm tuần này thuật lại một biến cố rất ý nghĩa xảy ra tại tư gia của một người biệt phái tên là Simon. Ông này mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa và Chúa Giêsu đã đến. Trong lúc Chúa Giêsu ngồi vào bàn thì có một người phụ nữ xuất hiện. Bà là một người tội lỗi trong thành ai cũng biết. Bà quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu, khóc lóc và rửa chân Chúa bằng nước mắt. Lấy tóc của mình mà lau chân Chúa, rồi bà lấy thuốc thơm mà xức chân người. Người biệt phái thấy vậy liền thắc mắc trong lòng. Nếu Chúa Giêsu là một tiên tri thì Chúa phải biết bà này thuộc hạng người nào. Bà ta là một người tội lỗi mà ai cũng biết. Tại sao Chúa Giêsu lại cho bà này đến gần mà còn chạm vào chân Chúa nữa? Chúa Giêsu nói với người biệt phái rằng: Simon, ta có điều này muốn nói với ông. Có hai người mang nợ cùng một chủ. Một người nợ 500 ngày lương và một người nợ 50 ngày lương. Vì cả hai không thể trả nợ, ông chủ tha nợ cho cả hai. Vậy trong hai người này, ai là người thương ông chủ nhiều hơn? Ông Simon trả lời: Con nghĩ là người đã mang nợ nhiều hơn. Chúa Giêsu trả lời: Ông đã phán đoán đúng. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía người phụ nữ và nói với ông Simon rằng: Ông thấy người phụ nữ này chứ? Ta đã vào nhà ông, nhưng ông đã không dùng nước rửa chân ta. Còn bà này, bà lấy nước mắt mà rửa chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào ta, còn bà này từ lúc vào đây, bà đã không ngừng hôn chân ta. Dầu ô liu ông cũng không sức cho ta, còn bà này đã lấy dầu thơm mà đổ lên chân ta. Vì thế ta nói cho ông biết, tội của bà ấy rất nhiều nhưng được tha, vì bà đã bị yêu mến nhiều. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Tội lỗi của chị đã được tha. Các kẻ ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu thắc mắc trong lòng rằng: Ông này là ai mà dám tha tội? Chúa Giêsu nói với người phụ nữ rằng: Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy ra đi bình an. Khi mới nghe qua đoạn phúc âm này, hầu như ai trong chúng ta cũng thấy thương và đồng cảm với người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giêsu tha thứ. Chúng ta nhìn thấy ngay tội lỗi của bà và nhìn thấy được ơn tha thứ mà Chúa Giêsu đã ban cho bà. Nhưng còn một người nữa mà chúng ta ít để ý, cũng đang có tội rất nặng và vì quá cứng lòng nên đã dần dần xa Chúa Giêsu. Đó là người biệt phái tên Simon. Phúc âm vừa diễn tả hai hình ảnh của hai cuộc đời hầu như trái ngược nhau. Thứ nhất là hình ảnh của người biệt phái tên Simon. Ông Simon là một người được mọi người cho là đàng hoàng, đứng đắn, có danh thơm tiếng tốt trong thành. Một người mà bên ngoài thì có vẻ rất gần gũi với Chúa Giêsu, vì ông đã mời Chúa Giêsu đến nhà riêng của mình để ăn tối. Ngay cả tên của ông là Simon cũng được phúc âm ghi lại. Còn hình ảnh thứ hai là người đàn bà tội lỗi mà chúng ta không biết tên. Khi nhắc đến bà thì chúng ta chỉ biết bà là người đàn bà tội lỗi. Khi mang tiếng xấu như vậy, điều đó có nghĩa là ai trong thành cũng sánh tránh xa bà. Khi một người sống trong tội lỗi, điều đó cũng có nghĩa là họ đang sống xa Chúa, đang tách rời ra khỏi ân sủng của Chúa. Thế nhưng hai cuộc đời này khi gặp Chúa Giêsu lại có hai kết cuộc đảo ngược nhau. Trường hợp của người biệt phái Simon, lúc đầu ông có vẻ thân thiện tốt lành với Chúa Giêsu, nhưng kết cuộc thì trở mặt và xa cách với Chúa Giêsu. Còn người đàn bà tội lỗi thì bắt đầu xa Chúa Giêsu vì bà tội lỗi, nhưng kết cuộc trong sự tha thứ và được gần Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hai trường hợp này và xem lại cuộc sống của chúng ta ngày nay thuộc trường hợp nào. Trong trường hợp của người biệt phái, ông phạm phải một tội rất nặng. Đó là tội cứng lòng. Sự cứng lòng thứ nhất là ông không chấp nhận việc một người có tội được Chúa Giêsu tha thứ. Sự cứng lòng thứ hai
là theo quan niệm của ông, một tiên tri thì phải hành xử theo cách mà ông nghĩ và theo cách mà ông có thể chấp nhận được. Theo quan niệm của ông, Chúa Giêsu không được đón nhận hay gần gũi một người tội lỗi. Sự cứng lòng thứ ba là ông tự cho mình tốt lành và không cần phải được tha thứ. Sự cứng lòng thứ tư là khi sự việc không theo ý của ông lập tức trở mặt với Chúa Giêsu. Ông chỉ muốn có được danh dự vì Chúa đến nhà ông, chứ thật ra ông chẳng có yêu quý Chúa chút nào. Điều này được thể hiện qua cách ông không màng đến những nghi thức tiếp đón Chúa Giêsu. Nghi lễ chào hôn khách đến nhà, ông cũng không thi hành với Chúa Giêsu. Lấy nước rửa chân cho khách cũng không có. Sức dầu ô liu cho khách cũng không có. Người biệt phái kia chỉ có hư danh thôi, còn tấm lòng đối với Chúa Giêsu thì không có. Trong trường hợp của người đàn bà tội lỗi thì khác. Bà là một người mà ai cũng biết là tội lỗi, cho nên người ta tránh xa. Nhưng bà lại có một tấm lòng muốn đến với Chúa Giêsu, cho nên bà đã tìm đến với Chúa. Bà đã vượt qua những mặc cảm, những sự khinh chê của người đời mà quyết tâm đến với Chúa Giêsu. Bà đã thể hiện tấm lòng của mình qua việc rửa chân Chúa bằng chính nước mắt của mình, rồi lấy tóc mình mà lau, rồi lấy thuốc thơm mà xức chân Chúa. Bà có một tấm lòng yêu quý Chúa Giêsu, cho nên Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho bà, để bà có thể sống trong ân sủng và hiệp thông với Chúa. Người biệt phái và người đàn bà tội lỗi đã có hai kết cuộc đảo ngược nhau. Như vậy ngày nay, chúng ta tự hỏi bản thân mình rằng, chúng ta thuộc loại người nào? Có phải bản thân mình cũng đang giống như người biệt phái kia? Bên ngoài thì có vẻ giữ đạo, đến nhà thờ thường xuyên mỗi tuần. Nhưng khi có những sự việc không theo ý mình muốn, không đúng theo quan niệm và sở thích của mình, thì mình bắt đầu lộ ra bản chất thật sự của mình. Lúc đó mọi người có dịp nhìn thấy rằng, thì ra mình đến nhà thờ không phải vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, nhưng vì lý do khác. Nhưng điều đáng mừng là phần đông giáo dân có được tinh thần của người phụ nữ kia. Chúng ta biết rằng mình yếu đuối, mình tội lỗi và mình cần ơn Chúa yêu thương và tha thứ. Những việc chúng ta làm xuất phát từ lòng yêu mến Chúa. Người phụ nữ trong phúc âm đã làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi. Bà không ganh tị tại sao Chúa đến nhà người biệt phái. Bà chỉ biết tỏ lòng cảm kích và yêu mến Chúa mà thôi. Trong khi người biệt phái thì ganh tị vì Chúa để cho bà đến gần. Người biệt phái đã lộ ra bản chất xấu xa của mình. Ông ta cũng là người tội lỗi. Nhưng tệ và xấu hơn nữa là Chúa Giêsu đến gần người tội lỗi như ông ta thì được. Nhưng khi Chúa Giêsu đến gần người tội lỗi khác thì ông không chấp nhận. Chúa Giêsu yêu thương hết cả hai người, và Chúa đã mang đến cơ hội cho cả người biệt phái và người đàn bà tội lỗi. Nhưng chỉ có người đàn bà biết tận dụng cơ hội. Ước gì chúng ta đừng dẫm theo bước chân của người biệt phái. Trình phúc âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.